nhà ơi, qua làm cái cây thông nè để trang trí ở tường nè cả nhà. Mình có thể trang trí ở cửa sổ, ở cửa cái, hay ở trong phòng, ở trên trần nhà, bất cứ ở đâu mình treo lủng lẳng, nhìn rất là dễ thương ha. Chào cả nhà thân yêu ơi, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của Hoa Phan Sạc Mini nha cả nhà. Cả nhà ơi, có khỏe không? Trong cái cơn đại dịch corona hiện nay bùng phát dữ dội luôn, mà mình còn khỏe, mình còn được ở bên cạnh người thân thì mình hãy trân quý nha cả nhà, trân quý những gì mình đang có ha. Rồi cả nhà ơi, mùa đông đã đến và Giáng sinh cận kề. Hôm nay Hoa muốn chia sẻ cho cả nhà một cái trang trí, một cái cho Noel ha. Hoa sẽ chia sẻ cho cả nhà làm cây thông bằng giấy ha cả nhà. Dụng cụ chúng ta thì cần có là những cái keo để dán nè. Cái này keo nước hay là keo này bằng như vậy cũng được nữa cả nhà. Mấy cái này là đồ của con trai Hoa nè, với cái kéo ha. Rồi với lại giấy A4, giấy màu nha, cái màu A4. Qua làm cây thông thì Qua sẽ làm màu xanh. Đó, cái này của con trai Qua hết á, Qua lấy Qua xài nè cả nhà. Nha, khổ giấy A4 nha cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ Qua bắt đầu thực hiện nha cả nhà ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu một cái tờ giấy A4 như vậy. Qua có làm cái mẫu màu xanh đậm rồi, bây giờ Qua làm màu xanh vợt ha. Qua chia sẻ cho các bạn. Các bạn hãy cùng vào cùng làm với Qua nha. Bây giờ cái khổ giấy A4 rồi mình xếp lại như vậy. Đó. Rồi mình cắt cái phần này bỏ đi ha các bạn. Cắt cái phần này bỏ đi. Đó, các bạn cắt. Cắt bỏ đi ha. Mình trang trí để cho không khí Giáng sinh nó thêm phần sinh động, đẹp mắt hơn ha các bạn. Các bạn có thể cắt cái này mình để treo trên tường bự hay là mình treo cửa ha, rồi ha treo trần nhà tùy thích. Rồi các bạn cũng có thể cắt cái size nhỏ hơn nữa, nếu mà mình treo lên cây thông của nhà mình cũng được ha. Bây giờ các bạn cứ cắt cỡ 1 cm, cắt theo cái dày ha các bạn ha. Từ về mình cứ cắt cái mình gấp đôi lại ha. Đó, ở giữa, cái giữ cái ở giữa. Cái này Qua nhắm 1 cm Qua cắt. Còn các bạn muốn chính xác thì các bạn lấy viết chì đó, các bạn gạch. Mình chừa lại ở trong, từ ở trong ở giữa ra cỡ cũng cỡ 1 cm ha các bạn ha. Đó, cứ cắt như vậy. Để bớt thời gian qua. Bạn mình cắt dần rồi tới đây ha. Qua cắt qua sẽ chừa lại cỡ cỡ này ha các bạn ha. Đây. Mình cỡ 1 2 3 cm, 4 cm gì đó, mình chừa lại để ở trên. Bây giờ mình banh ra nha các bạn. Rồi. Bây giờ qua dùng cái keo nước thì nó sẽ dính hơn. Cứng quá vậy nè. Đó, bây giờ các bạn ha, xếp cái này vô vuông góc với lề lề ở dưới đây luôn ha các bạn ha. Các bạn thấy không, xếp vuông góc luôn rồi mình dán keo vô, rồi một lát cái mình chập lại cũng vậy, vuông góc lại đây vậy luôn ha các bạn ha. Rồi cứ làm tiếp tục như vậy, đây các bạn thấy chưa, tiếp tục như vậy ha. Là một cái các bạn thấy không, vuông góc lại ha, cái này chồng lên cái kia. Các bạn tiếp tục như vậy, Qua làm thêm một cái nữa ha. Mình
tiếp kế tiếp cái lớp kế tiếp vậy đó. Nó còn hơi ướt, nó hơi trơn trơn đó, các bạn thấy không? Lớp thứ hai cũng vậy ha, mình cái này mình chồng vô cái kia rồi nó vuông nhau vậy ha, nó giao nhau kiểu vuông. Rồi các bạn cứ tiếp tục làm cho đến hết nha các bạn. Qua nói thêm cho chia sẻ thêm các bạn cũng có thể trét cái keo ở bên ngoài nè ha, rồi các bạn nắm nắm để vô. Nắm để vô nhiều khi mình dễ nhìn hơn ha. Đây nè. Đó. Đó, các bạn cứ tiếp tục như vậy ha. Các bạn xem video hay là thấy thích thì tặng cho qua cái like nha các bạn. Rồi đăng ký kênh ủng hộ qua, rất chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ cái phần dư của mình là các bạn mình xếp làm 4 ha. Mình cắt lấy 1/4 đặng mình làm cái giống như cái thân cái cây thông vậy đó các bạn. Cái này cũng đơn giản thôi đó, mình trét mình dán vào giữa nha các bạn. Các bạn thấy không? Làm hoài mà YouTube nó quét hoài cũng thấy nản á các bạn ơi. Các bạn ủng hộ qua để qua có đụng động lực nha các bạn. Rồi, như vậy mình được cây thông rồi ha các bạn ha. Rồi, bây giờ qua có mấy cái này, mấy cái ngôi sao đây nè. Đó. Qua mua ngôi sao nè các bạn. Bây giờ mình có thêm mấy cái ngôi sao để mình điểm vô ha. Nếu mà mình thích điểm vô cho thêm đẹp, còn không có không không ấy, làm cũng được nữa nha các bạn nha. Rồi vậy thôi mình dán vô như cái cây mà qua giới thiệu đó. Còn cái này nè, ở phần đầu nè. Kéo qua mình lấy cái kéo nhọn hay là lấy cái gì đó mình đâm nhọn cái mình làm cái dây chọt vô. Mình lấy chỉ hay gì cũng được ha bạn ha. Lấy chỉ, còn qua ở đây qua có cái dây này thì qua chọt vô nha các bạn. Qua xỏ vô rồi để đằng mình treo lên ha. Đây. Đơn giản. Đó, cái keo nó chưa có khô thành ra nó bung nè các bạn. Cái keo thì nó được giữ lâu. Lúc nó khô rồi nó giữ lâu hơn là cái này. Cái này nó tróc, nó khô, cái nhiều khi nó tróc ra nữa các bạn. Đó. Chúng ta hoàn thành rồi nè. Đó. Còn mấy cái này các bạn dán vô tùy thích ha. Mình muốn dán màu như thế nào cũng được. Đó, qua dán thử một cái cho các bạn ha. Rồi các bạn tiếp tục dán vậy thôi. Ở dưới thôi ha. Đó. Mình trang trí đâu mất rồi. Đó. Vậy ha. Ở dưới đây các bạn chia làm 4. Mình dán vô thôi ha các bạn ha. Qua dán cũng được mà sợ mất thời gian, thấy video nó lâu làm cũng bị áp lực thời gian nữa các bạn, sợ cái video mình lâu được không à.
lâu các bạn coi ngán, làm luôn ha. Thôi các bạn ơi, qua đã hoàn thành cái thông rồi ha các bạn ha. Mến chúc các bạn làm vui và thành công nha. Cái này cũng đơn giản thôi, qua nói vậy rồi. Qua chân thành cảm ơn cả nhà mình nhân chút thời gian đã xem video của Hoa và cùng làm với Hoa nha. Qua mến chúc cả nhà luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn video sau. Bye bye. Bạn ơi, đây là cây thông Noel nha. Cái này để trang trí treo ở trần nhà hay treo ở cửa sổ, ở cửa cái gì hay là ở tường gì cũng được nha các bạn.